Xin chào anh em đã quay trở lại kênh youtube của nó HT nhé Thì anh em ạ, theo yêu cầu của nhiều anh em thì mình cũng làm clip này mục đích là Mang cái số vốn nhỏ vào để kiếm ngày vài trăm nghìn từ cái con game cu phân này anh em ạ Thì không phải ai cũng có một cái số tiền lớn để mà vào mà chơi to chơi lớn con game này hết cả anh em ạ Ai cũng muốn kiếm tiền nhiều Nhưng mà đây clip này dành cho những người mà muốn kiếm tiền đều đặn thì con game này anh em nhé thì vốn mọi người chỉ vào thì khoảng tầm 50.000 100.000 đến 200.000 thôi. Anh em kiếm ngày vài trăm nghìn thì con game này rất là đơn giản nha anh em nhá. Cái con game này đánh vào lòng tham anh em ạ. Anh em kiếm được một ngày vài trăm nghìn nhưng mà anh em có nghĩ được không? Đó là do anh em nhá. Anh em chơi phải kỷ luật thì tất nhiên là anh em sẽ ăn được lâu bền rồi. Thì lúc nào ăn non cũng là lâu bền hết anh em ạ. Không có cái nào thì bằng ăn non cả. Thì vốn mình nhiều thì mình mang vài triệu vào mình kiếm vài triệu đó cũng là ăn non và vốn mọi người ít thì mọi người vào ăn ít đó cũng là ăn non nhé anh em nhé Quan trọng mọi người có nghĩ được hay không thôi. Thì đối với con lật bài mình vừa mới chơi xong đó thì mọi người chỉ cần vào mọi người chơi một hai tay thôi. Mọi người chọn tỷ lệ thấp. Đấy để mọi người nhân cái số vốn của mình lên. Lên thêm một chút nữa để mình có thể là tự tin mình vào mình bắt cầu những con khác mà mọi người lưu ý nhá. Mọi người đây, tay này mình vào mình chơi lật bài xong mình sẽ vào mình chơi con sóc đĩa này nhá anh em nhá quan trọng á nghe mọi người nghe mình nói cho kỹ nhá quan trọng là mọi người vốn ít thì mọi người tuyệt đối không được vào chơi con game quay hũ ở đây nhá thì tỷ lệ hên xui nó rất là cao mà tỷ lệ thắng của mọi người chỉ khoảng tầm được 30 đến 40 thôi thì bắt cầu vào thì tỷ lệ mọi người thắng này khoảng tầm 90 đến 95 đến 100 phần trăm nhé anh em nhá cái với cái số vốn nhỏ như thế này đó mình đang ví dụ đấy bây giờ mình sẽ chơi bắt cầu con sóc đĩa này nhá mình vừa chơi mình vừa giải thích cho anh em này mình sẽ theo tay lẻ này thì mình vẫn nhắc lại một câu là ngày kiếm một vài trăm nghìn từ con game này rất là đơn giản anh em nhưng mà quan trọng là anh em có nghĩ được hay không đó cái tâm lý của anh em ăn được nhưng mà anh em có nghĩ được hay không đó phải là điều quan trọng anh em nhé mà nghe mình nói là tuyệt đối không được chơi quay hũ của con game này khi mọi người đang cầm cái số vốn rất là nhỏ chỉ nên chơi bắt cầu thôi đấy đây mình sẽ nhìn cầu này ok tay này mình bắt lẻ nhưng mà nó đã về chắn rồi anh em thì mình để ý qua cái cầu của cái bàn này Thì nó đang nghiêng về lẻ anh em ạ Đấy mọi người có thể thấy Nó đang nghiêng về lẻ nhá Không phải nghiêng về chẵn nha Thì anh em cứ nuôi lẻ thôi Đấy Mình chơi con sóc đĩa này quen rồi Những cái cầu này mình quá quen thuộc rồi anh em ạ Hầu như là cái cầu nó toàn về như thế này không Anh em ơi Thì đó Mình cứ thể nuôi lẻ Mọi người nhá Mọi người thấy đừng có thấy nó ra chẵn một vài tay nhiều lắm. Mọi người sợ Mọi người đổi theo chẵn nhá Không có đâu anh em ạ Anh em chia vốn ra một hai tay đầu là mọi người có thể đánh nhỏ nhưng mà tay thứ hai tay thứ ba thì mình nói này rất là hiếm khi nào nó mới về một dây chẵn hoặc là một dây lẻ một dây dài nhé anh em nhé nhưng mọi người để ý hầu như là nó đang về nghiêng cái 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 chẵn hoặc cái lẻ ở như trên bàn đấy thì nó chỉ về y như thế thôi đấy nó khó rất là khó là để đổi anh em ạ đấy cái, cái bàn này nó thiết kế ra để cho những ông mà thích bẻ cầu đấy 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 bài tay mình vừa mới đánh lẻ đấy ok nhá thì bây giờ mọi người có thể thấy là nó đang chạy về hai chẵn một lẻ, hai chẵn một lẻ này. Thì tay này với là sai lầm này anh em này. Đấy, tay này mình sẽ theo lẻ tiếp rồi mình sẽ nói cho anh em biết này. Đấy, anh em thấy chưa? Thì nó thiết kế ra cái cầu này rất là đẹp này. Đấy, bây giờ mình là đã đủ được 550k rồi. Thì mình đang có lời khoảng tầm 350k mình nghĩ rồi mà ra mình sẽ giải thích cho anh em. Thì cái cầu đó là nó đã chạy rất là đẹp như thế rồi nhưng mà trên bàn ấy, thì nó đang nghiêng về lẻ rất là nhiều, nó đang nghiêng về lẻ thì không có lý nào mà tay đó nó về chẵn được anh em ạ. Nó thiết kế cho cái cầu đó là cầu lừa mà anh em áp dụng được cầu đó anh em chỉ cần ăn một tay thôi anh em nghĩ là được rồi. đấy thì ngày kiếm vài trăm đơn giản lắm anh em ạ nhưng tội là anh em có nghĩ được không đó là do anh em nhé. còn nếu mà vốn nhỏ như mình vừa mới chơi nãy giờ thì anh em không nên chơi quay hũ thì những cái con game anh em bắt cầu mà có thể ăn được trong con game này nó quay thú đỏ đen rồi anh em chơi xích bo anh em chơi sóc đĩa hoặc có thể chơi lật bài trên dưới để nhân cái số vốn lên đấy anh em kiếm tiền trong con game này rất là dễ anh em ạ những con game mà anh em không nên chơi đó là những con game mà quay hũ phá băng rồi đặt bom các kiểu đấy, những con game nó dành cho những người mà vốn nhiều thôi anh em ạ anh em chơi có thể ăn to một cái anh em cũng nghĩ là cũng quá là ok rồi có thể là bắt cầu long hồ cũng được này anh em này đó. Thì nếu mọi người thấy cái clip này hữu ích thì mọi người có thể áp dụng vào mọi người chơi luôn. Có gì mọi người cứ bình luận xuống kênh cho mình biết nhá. Ok, hẹn gặp lại mọi người nhá.